Đã quay trở lại đồ gỗ Phương Oanh của chúng em hôm nay. Hôm nay cơ sở Phương Oanh chúng em xin giới thiệu đến các bác về một bộ bàn ghế ăn rẻ quạt và một bộ trường kỷ ngũ năm bồn cầu và một bộ bàn ghế đôn trống ạ. Cơ sở đồ gỗ Phương Oanh của chúng em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định và số điện thoại liên hệ đặt hàng 0967 338 600 ạ. Đó là truy cập kênh YouTube đồ gỗ Phương Oanh chúng em. Thấy hay thấy đẹp hãy cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ạ. Và để theo dõi về tất cả những gì của bên cơ sở Phương Oanh chúng em sẽ đăng trên đó. Và giờ ở clip của ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác về một bộ bàn ghế ăn rẻ quạt. Bộ này gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn, bàn hình chữ nhật các bác nhá. Và sẽ đo về thông số cho các bác cùng được tham khảo về bộ bàn ghế ăn rẻ quạt này. Bộ này gồm có 9 món với chất liệu miền Bắc em gọi là gỗ cụ, miền Nam, miền Tây được gọi là gõ mặt, cụ mặt ạ. Kích thước 180cm chiều dài và chiều rộng 89cm, có tổng chiều cao 75cm và ghế đơn này, đo đơn thông số ghế đơn 52, chiều dài chiều sâu 42, từ mặt đất lên ghế ngồi 50, tổng chiều cao 100cm. Giờ em sẽ quay đây, em sẽ quay cho các bác một chiếc ghế đơn trước ạ. Đó. Với chất liệu miền Bắc em gọi là gỗ cụ của bác nhá, miền Nam miền Tây được gọi là gõ mặt của mặt ạ. Phần trên đây được cẩn ốc sa cừ Singapore, nó giữa đây một chữ thọ này và những đường dây neo, dây sóc nho, những đường dây nho các bác nhá và những con sóc này cực kỳ đẹp và tơ tóc luôn. Những đường dây thì các bác khỏi chê rồi, cực kỳ đẹp rồi. Này, còn những đường rẻ nan này đều được cẩn hết ạ, cực kỳ là chi tiết luôn, ốc sa cừ Singapore các bác khỏi chê luôn. Đó, các phần cột đấy đều được cẩn luôn các bác nhé, phần cẩn này, cột và tay này đều được cẩn hết ạ, và chân này, chân bệ đều được cẩn luôn, phần yếm này, chân này đều được cẩn cực kỳ là eo luôn các bác nhé. Đây phần hông ngang này, đó, gỗ này cột này liền khối hết từ trong từ trên xuống dưới luôn, nó tạo nên một cái dáng ghế này cực kỳ nó uyển chuyển luôn. Mặt sau này bao đẹp cho các bác luôn, hàng không lỗi làm gì các bác nhá, mặt trước như mặt sau, có chuẩn đồ cho các bác ạ. Tổng gầm này, hàng không lỗi làm gì em bao chuẩn đồ cho các bác luôn, các bác kiểm tra hàng đúng hàng các bác nhận hàng ạ. Đó, bộ này gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn. Đó, bây giờ em sẽ quay sang mặt bàn cho các bác cùng được tham khảo ạ. Đó, mặt bàn này hình chữ nhật các bác nhá, mặt là mặt gỗ ạ, kích thước 1m8 nhân 89cm. Giờ các bác thể đến lại gần đây để xem chi tiết về cái phần mặt bàn này ở bên cơ sở Phương Oanh chúng em. Đó, cực kỳ đẹp luôn, khung ngoài cẩn tứ quý và đan xen nhau những đường ô van. Đó. Và ở giữa được cẩn cảnh tích các bác nhá, tích là Văn Vương Cầu Hiền ạ. Đó, ốc sa cừ Singapore. Đó, ở trên đó nhá. Nay em đặt tấm kính lên trên này thì quay cái về cái chất liệu ốc thì sẽ không được đẹp ạ. Đó, bác nào muốn chi tiết hơn thì liên hệ với cơ sở em ạ. Em sẽ chụp hình lại chi tiết và rõ nét nhất cho các bác ạ. Đó, và các phần yếm này đều được cẩn luôn các bác nhá. Đó, bộ này cực kỳ đẹp, ngân hàng cũng cực kỳ là VIP của bên cơ sở Phương Oanh chúng em. Vừa mới hoàn thiện xong. Và này cơ sở em sẽ quay giới thiệu đến cho các bác cùng được tham khảo về chi tiết hơn về cái bộ bàn ghế ăn này. Đó, chân thì được đục chạm. Chân được chạm các bác nhá, gồm có 4 con nhê. Đó. Và các phần trụ được đục chạm là hoa lá tây. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Bác nào muốn chi tiết hơn thì liên hệ với cơ sở em. Em sẽ quay lại và cho các bác cùng được tham khảo hơn. Bác nào xem thấy hay thấy đẹp hãy cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ạ. Để theo dõi về tất cả những gì của bên cơ sở Phương Oanh chúng em sẽ đăng trên đó. Và cái bộ bàn ghế này cơ sở em cũng xin báo giá cho các bác về một bộ bàn ghế ăn rẻ quạt này, giá là 65 triệu ạ, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Và bác nào ở gần thì có thể đến tại cửa hàng của em để xem thực tế hơn ạ. Bác nào ở xa thì kết bạn với em qua số điện thoại Zalo, em sẽ chụp hình lại chi tiết nhất cho các bác ạ. Đó. Và tiếp tục về những sản phẩm tiếp theo, hôm nay có một bộ trường kỷ ngũ năm bồn cầu. Bộ này gồm có 1 băng dài, 2 ghế đơn, 2 đôn và 1 bàn ạ. Và bộ này gồm có 6 món và được cẩn ốc sa cừ tứ diện luôn các bác nhé. Chất liệu là gỗ cụ hay còn gọi là gõ mật cụ mật ạ.
Và giờ sẽ đo về cái thông số cho các bác cùng được tham khảo về cái bộ bàn ghế ngũ đơn vườn cầu này. Kích thước là 191 cm, chiều dài của băng ghế và chiều sâu 60, và tổng chiều cao là 120 cm. Và ghế đơn là băng bàn, em đo đơn bàn trước luôn, bàn là 65 cm, chiều dài là 137 cm, tổng chiều cao là 76 cm. Ghế đơn 66 cm chiều ngang, và chiều sâu là 59 cm, tổng chiều cao cũng là 120 cm. Bây giờ các bác thể đến lại gần đây để xem chi tiết hơn ạ. Các bác thể quay đây phần ghế bằng ghế dài, hàng này tháo rời các bác nhé. Chương này chương liền này, các cái nô này cũng là nô liền gỗ liền khối hết ạ. Đó, bây giờ các cái nô này tìm được các bản gỗ to thì cực kỳ là khó luôn các bác nhé. Bản rộng là 50. Đó, kết hợp với đục chạm và được cần ốc xa cờ này, khung này, cả những đường ô van này và những đường dây neo linh chi cực kỳ nhỏ này. Chương này gỗ liền khối luôn các bác nhé. Trên này chương này có chương liền ạ. Đó, hàng cực kỳ là kỹ luôn, hàng không dập không rác, bao chuẩn đồ cho các bác luôn. Và phần khung mặt này cũng đều được cẩn ốc hết ạ. Đó, cẩn ốc xa cừ Singapore cực kỳ là kỹ luôn. Bác nào muốn chi tiết hơn thì liên hệ với cơ sở Phương Oanh chúng em sẽ chụp hình lại được rõ nét nhất và gửi cho các bác qua số điện thoại Zalo. Bộ này đều được cẩn là ba mặt luôn các bác nhá, tứ diện ạ. Vâng, cẩn tứ diện luôn. Các phần tay em đo cái bản rộng tay cho các bác là 7,5 cm và nhân 4 cm, khung này là cũng 4 x 4 cm ạ. Cực kỳ là kỹ luôn. Bác nào ở gần thì có thể đến tại cửa hàng của em để xem thực tế nhất ạ. Cơ sở em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hà Nam Định ạ. Các phần cổ đây các bác nhá, phần cổ này đều được cẩn hết ạ. Cổ và phần cái mặt bệ này, yếm này, chân là 10 cm, nó cẩn cực kỳ là dày và chi tiết luôn. Và phần đôn này, đôn đều được cẩn luôn có nhá, cẩn cũng tứ diện luôn và mặt trên nữa. Bác nào muốn chi tiết nhất thì có thể đến tại cửa hàng của em để xem thực tế hơn ạ. Và phần mặt bàn này, mặt bàn là cẩn tứ quý các bác nhá, và những đường khung, những đường ô van. Đó, giữa này cẩn một cái cảnh hồng ốc xa cừ, các bác khỏi chê được, cực kỳ đẹp và kỹ luôn. Miền Bắc em thì gọi bộ này gọi là hũ gụ, hay còn gọi là họ mặt cụ mặt ạ. Với cảnh tích cẩn nếu đục chạm là ngũ năm vườn cầu. Đó, giờ sẽ quay sang phần ghế đơn cho các bác cùng được tham khảo ạ. Đó, bộ này gồm có hai ghế đơn các bác nhé. Bộ này gồm có 6 món, chương này chương liền này, gỗ này trong này liền, cũng là liền khối hết ạ. Ở giữa này đục chạm là 5 con nân, ở giữa đây có một quả cầu là ngũ năm vườn cầu ạ. Đó, và các đường chữ thọ này cũng đường ova cực kỳ là nhỏ và tơ tóc luôn. Đó, bộ này cơ sở em đánh các ti rồi để các bác khỏi chê ra, hàng cực kỳ là kỹ luôn, mặt trước đều như mặt sau luôn. Bây giờ em sẽ quay sang phần hồng ngang đây cho các bác ạ. Tay đấy 7,5 x 4 cm, nó cực kỳ là chi tiết luôn. Đây phần sau đây các bác nhá, mặt sau như mặt trước luôn, đều cơ sở này cần, nói chung là cực kỳ là kỹ luôn. Và một bộ bàn ghế những lâm vườn cầu này, bộ này gồm có 6 món, cơ sở em cũng xin báo giá cho các bác là giá là 105 triệu, bao ship vận chuyển toàn quốc cho các bác á. Các bác kiểm tra hàng đúng hàng, các bác nhận hàng ạ. Và giá chỉ 105 triệu, có giá tại xưởng của cơ sở Phương Oanh chúng em. Đó, hàng không qua trung gian các bác nhá, các bác có thể về tại xưởng cơ sở sản xuất của cơ sở Phương Oanh chúng em để xem thực tế về tất cả các sản phẩm của bên cơ sở Phương Oanh. Và sản phẩm cuối cùng của clip của ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2023 dương lịch, hôm nay có một bộ bàn ghế đồn trống, chất liệu là gỗ chắc ạ. Kích thước thì em đo luôn đường kính cho các bác là 92 cm, đường kính 92, cao 73 cm, và đôn là 30, đôn 30, chiều cao khoảng 42 cm. Bây giờ em sẽ quay cho các bác về phần mặt đôn trước cho các bác cùng được xem, và em sẽ đi lại chi tiết hơn. Mặt đôn này các bác nhé, đôn này cẩn này, phần trắng này bằng ngà này, và ốc xà cừ gỗ xưa. Đó, trên này là gỗ chắc,
và phần đục chạm này, đục chạm là trúc cho các bác nhá, đục chạm các mắt trúc cực kỳ đẹp luôn. Đó, bộ này tôi xem hoàn thiện cực kỳ là kỹ từ trong ra ngoài, không lỗi lần gì luôn. Đó, bao chuẩn đồ cho các bác nhá, từ trong ra ngoài này, mặt trong này không lỗi làm gì. Đó, bác nào muốn chi tiết nhất thì có thể liên hệ với Phương Oanh chúng em qua số điện thoại 0967338600 ạ. Và bàn đây các bác nhá, bàn này được chạm trúc ạ, phần yếm này, yếm cho các bác trùng là 12 cm, cột là 9,5 cm và dày là 4 cm. Đó, và đều được chạm một hình quả trúng trống các bác nhá. Nó cực kỳ là kỹ luôn. Mặt trên được cẩn cảnh là phu thê viên mãn. Đó, cảnh này cực kỳ là ý nghĩa luôn. Đó, với một cảnh một cây tùng và một đôi phu thê viên mãn đây. Khung trên ngoài thì cật những đường cây cành đào ạ. Đó, và cảnh sen vịt, cảnh phu thê. Đó, thân cây là gỗ xưa các bác nhá, thân cây gỗ xưa và ốc xà cừ này, phần trắng đấy bằng ngà. Đó, bác nào muốn chi tiết hơn hãy liên hệ với cơ sở Phương Oanh chúng em qua số điện thoại 0967338600. Em sẽ chụp hình lại chi tiết nhất và gửi cho các bác qua số điện thoại Zalo. Và bác nào xem thấy hay thấy đẹp hãy cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh và chia sẻ kênh để cơ sở em ngày một phát triển và ra những video mới để giới thiệu đến các bác về nhiều sản phẩm hơn nữa của bên cơ sở Phương Oanh chúng em. Và đồ gỗ Phương Oanh của chúng em xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn ạ.